AFK Mobi. Vào ngay đi chờ gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghĩ. AFK Mobi. Kể từ khi ra mắt chính thức ngày 26 tháng 4 năm 2023 vừa qua, Honkai Star Rail đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng game thủ với mức độ đầu tư cũng như sự hoành tráng của game. Nhiều cột mốc kỷ lục đã được trò chơi xác lập từ khi ra mắt cho đến nay, gồm cả việc phá vỡ kỷ lục của người đàn anh Genshin Impact. Cho đến nay, cơn sốt Honkai Star Rail vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu bạn là một game thủ yêu thích các tựa game mobile gacha mang phong cách đồ họa anime tương tự Honkai Star Rail, thì top 5 game di động sau đây chắc chắn sẽ rất phù hợp với bạn. Arknights. Sản phẩm này nổi lên như một trò chơi gacha mang phong cách anime nhưng gam màu có phần đen tối cùng lối chơi thủ thành mới lạ. Dù nghe có vẻ không mấy thú vị, song Arknights đã mang đến cho người chơi nhiều nội dung đặc sắc nhưng vẫn đảm bảo bám sát lối chơi thủ thành của mình. Cụ thể, các nhân vật được thiết kế rất đa dạng và nếu bạn là một người chơi chăm chỉ thì sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tích lũy tài nguyên để gacha đâu. Tham gia vào game, bạn sẽ trở thành một doctor, chiêu mộ các operator với các vai trò và xuất thân từ các công ty, khu vực khác nhau để đánh bại kẻ địch. Fate Grand Order. Fate Grand Order là một trong các tựa game đời đầu nổi tiếng trong cộng đồng yêu thích game gacha. Do đó sẽ thật thiếu sót nếu nhắc tới game mobile gacha phong cách anime mà bỏ qua tựa game này. Cũng sở hữu lối chơi chiến thuật đánh theo lượt, có các yếu tố nhập vai và gacha. Đây chắc chắn là tựa game bạn nên thử nếu yêu thích các tựa game gacha anime. Honkai Impact 3. Honkai Impact 3 là một trò chơi rất được khuyến khích dành cho những ai yêu thích mọi thứ về vũ trụ của Honkai Star Rail nhưng muốn trải nghiệm dưới góc nhìn thứ ba và trực tiếp điều khiển nhân vật thay vì đánh theo lượt. Dù không phải là một game mới, nhưng những gì Honkai mang lại vô cùng hứa hẹn để bạn dành thời gian trải nghiệm. Nó cung cấp nhiều chế độ chơi khác nhau như thử thách PvP và co-op. Đặc biệt, Honkai Impact 3 và Honkai Star Rail chia sẻ hầu hết mọi tính năng của nhà MiHoYo, ngoại trừ các yếu tố đặc trưng như cơ chế chiến đấu. Genshin Impact. Genshin Impact là tựa game nhập vai hành động phổ biến khác được phát triển bởi Hoyoverse, sử dụng cùng một mô hình kinh doanh và cơ chế gacha. Nó được phát hành trên các thiết bị di động, PC và hệ máy PlayStation. Điều đó giúp game có nhiều khả năng truy cập cũng như tiếp cận được nhiều game thủ hơn. Người chơi có thể tìm thấy hầu hết các yếu tố khám phá của Honkai Star Rail gợi nhớ đến Genshin Impact, dù hai tựa game lấy bối cảnh ở các vũ trụ khác nhau. Nhìn chung, sự khác biệt chính giữa hai game ngoài vũ trụ của chúng là hệ thống chiến đấu đặc trưng. Trong khi Honkai Star Rail bao hàm nhiều yếu tố khoa học viễn tưởng, thì Genshin sẽ bắt nguồn sâu sắc từ thế giới giả tưởng và phép thuật, khác xa với khoa học viễn tưởng. Tower of Fantasy. Tower of Fantasy là tựa game nhập vai hành động miễn phí khác có đồ họa anime và lối chơi tương tự Honkai Star Rail. Trò chơi ngay lập tức được so sánh với Genshin khi ra mắt vào năm 2022. Nó có rất nhiều nhân vật có khả năng đặc biệt và có cơ chế chiến đấu hành động. Sản phẩm cũng có nhiều chế độ chơi khác nhau, gồm cả PvP. Nhìn chung, Tower of Fantasy dù hiện đã trở nên mờ nhạt hơn so với ấn tượng ban đầu, song nó vẫn có những nét độc đáo riêng mà bạn có thể dành thời gian trải nghiệm. Quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bí, quá tới thế cao, cho nhiều quá đi.